Chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hoàng Channel. Huawei luôn luôn nổi tiếng với những chiếc Watch GT có thời lượng pin vô cùng là ấn tượng. Và trên tay mình đây đang chính là chiếc Watch GT 3 Pro, một phiên bản nâng cấp nữa của chiếc Watch GT 3. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi mở hộp và chia tay nhanh cái sản phẩm này nhé. Bắt đầu nào. Hiện tại thì các bạn có thể đặt trước chiếc GT 3 Pro này và có cơ hội nhận quà tặng lên đến 3.390.000 đồng. Chi tiết hơn thì mình sẽ để link ngay phía dưới phần mô tả của video để cho các bạn tiện tham khảo nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tiến hành mở hộp cái chiếc Watch GT 3 Pro này. Ở bên ngoài hộp thì hãng cũng có ghi là cái đồng hồ này chạy hệ điều hành Harmony OS. Đây là một cái hệ điều hành custom riêng của Huawei. Và bên ngoài này thì gần như là cũng không ghi nhiều về những cái thông số của sản phẩm đâu. Các bạn có thể chỉ đơn giản thấy đây, ở phía dưới này thì hãng cũng có ghi cho chúng ta đó là cái phiên bản. Ở đây thì phiên bản mình đang có là phiên bản dây da màu xám. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể có những cái dây silicone nữa, sẽ phù hợp cho những cái việc luyện tập thể thao. Còn cái phiên bản dây da thì mình thấy là nó sẽ phù hợp cho cái việc các bạn đeo sử dụng hàng ngày, đi làm các thứ thì nó sẽ phù hợp hơn, vì trông nó khá là sang trọng mà. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng tiến hành đi rạch siêu cái sản phẩm này ra nhá. Phía bên trong các bạn này thấy đây, ngay phía bên trong là chúng ta có cái chiếc đồng hồ chúng ta ở đây rồi. Phiên bản titanium, dây da rất đẹp, trông rất sang trọng. Mình sẽ để gọn qua đây một chút để xem phía trong này chúng ta còn cái gì. Ở đây là chân sạc, tóc sạc đấy. Như vậy là ở trong này chúng ta chỉ có một cái sợi cáp đi gắn liền với cả tốc sạc, dạng tốc sạc này là 500 hút, mà ngoài ra chúng ta sẽ không có thêm bất kỳ một cái gì nữa ở trong hộp. Ok, bỏ tất cả mọi thứ qua một bên thì bây giờ mình sẽ cùng nhau chia sẻ với các bạn về thiết kế của cái chiếc GT 3 Pro này. Thì như mình đã từng đeo cái chiếc GT 3 bình thường ấy, thì mình thấy chiếc GT 3 Pro này nó có một cái gì đấy nó vuông vức hơn, nó góc cạnh hơn. Và các bạn để ý cái phần vuốt cạnh này được làm trông rất là khỏe khoắn và sang trọng. Cái phần khung của sản phẩm này thì được làm hoàn toàn từ thép. Và các bạn có thể thấy là cái phần phay xước này làm trông rất là đẹp, rất là sang trọng. Huawei cũng có nói là cái phần mặt lưng này thì được làm từ gốm nano gì đó, mình cũng không nhớ rõ. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy nó thể hiện một cái sự cao cấp. Và rõ ràng là Huawei đã trang bị tất cả những cái thứ gọi là tối ưu nhất, tân tiến nhất vào cái chiếc GT 3 Pro này. Phiên bản mình đang cầm trên tay là phiên bản dây da. Ngoài ra các bạn có thể lựa chọn cái phiên bản dây silicone thì nó sẽ phù hợp hơn cho cái việc luyện tập thể thao khi mà chúng ta phải đổ mồ hôi rất nhiều hay là vào nước nữa. Còn dây da này, nếu như các bạn vào nước nhiều hay là ra mồ hôi tay nhiều ấy, thì mình nghĩ là về lâu về dài nó cũng sẽ ảnh hưởng đến độ bền của dây da. Nói một chút về cái màn hình này thì chiếc GT 3 Pro đang sở hữu một cái màn hình có kích thước là 1.43 inch. Và cái tấm nền nó đang sử dụng là tấm nền AMOLED cho một cái độ sâu của màu đen cực kỳ là đã. Khi mà các bạn nhìn những cái nội dung hiển thị số này, chữ này thì nó nổi bật hoàn toàn lên so với phần màu đen, màu nền ấy. Và một cái điểm đặc biệt trên chiếc GT 3 Pro này là nó có khả năng chống nước 5 ATM, cho phép là các bạn có thể lặn sâu đến 30 mét ở dưới nước. Cái này thì nó sẽ rất phù hợp cho những ai mà đang có nhu cầu là đi bơi này hay là đi biển chẳng hạn. Nhưng mình khuyên với các bạn là không nên mang những cái thiết bị này xuống biển hoặc thậm chí là đi bơi, bởi vì một cái đồng hồ sang trọng như thế này mà các bạn mang đi bơi thì mình nghĩ là nó sẽ không phù hợp cho lắm. Nếu như các bạn có nhu cầu đi bơi bình thường ấy, thì các bạn có thể lựa chọn dây silicone. Tuy nhiên thì mình vẫn khuyên là việc chống nước ở trên những cái thiết bị di động như kiểu là đồng hồ hay là điện thoại nói chung ấy, thì nó chỉ có một cái mục đích, đó là giúp cho các bạn tránh được những cái tai nạn khi mà chúng ta vô tình rơi điện thoại này, rơi đồng hồ xuống nước mà thôi, hay là các bạn rửa tay ấy, hoặc là đi mưa chẳng hạn nữa. Nhưng mà tuy nhiên cái việc mang xuống nước nó là một cái điều gì đấy nó khá là mạo hiểm, và chẳng ai muốn làm hỏng cái đồng hồ có trị giá lên tới 9 triệu đồng vì một lý do là dính nước, mình thấy khá là buồn cười. Cái thiết bị này thì cũng có hỗ trợ cái khả năng tập luyện rất là chuyên sâu. Mặc dù nó có một cái thiết kế trông các bạn thấy này rất là sang trọng, rất là khỏe khoắn. Tuy nhiên thì nó có một cái nút như mình đã nói ở đầu video ấy, đây là cái nút hỗ trợ những cái chế độ tập luyện. Đây,
Các bạn khi mà bấm vào cái nút này, nó sẽ ra những cái chế độ tập luyện ở đây, như kiểu chạy ngoài trời này, chạy trong nhà này, hay là đi bộ các thứ, đạp xe, bơi lội, rồi là rất nhiều những cái chế độ tập luyện ở đây. Huawei cũng đã có nói là họ có tích hợp lên đến hơn 100 chế độ tập luyện. Ngoài ra các bạn cũng có thể cài đặt thêm ở phần trên này nữa. Đây, bài tập và kế hoạch các thứ đây. Bài tập chạy này, đó. Rất nhiều chế độ tập luyện ở đây, và các bạn có thể tùy chỉnh những cái chế độ ở đây này. Đó, cực kỳ nhiều luôn. Đó là chúng ta có một cái mặt kính với chất liệu là sapphire. Với một cái mặt kính đồng hồ chất liệu sapphire thì các bạn sẽ đem lại một cái sự cứng cáp này, một cái sự bền bỉ hơn trong quá trình sử dụng. Tất nhiên là nó cũng không thể nào tránh được những cái va đập mạnh. Tuy nhiên với những cái tác nhân bên ngoài thông thường, ví dụ như kiểu chìa khóa các thứ, khi mà các bạn chạm lên màn hình này thì nó cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều tới màn hình, bởi vì cái chất liệu sapphire là một cái chất liệu rất là cứng và bền bỉ. Cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ không phù hợp cho những ai mà có một cái cổ tay nhỏ, bởi vì cái kích thước của nó lên tới 46mm, và các bạn thấy đây, tay mình cũng nói chung là cũng tương đối là nhỏ. Tuy nhiên thì với cái cách làm của Huawei, khi mà họ đã làm vuốt hai cái phần cạnh trên cạnh dưới này xuống này, thì phần nào mình cũng không thấy nó bị lọt thỏm lắm trong tay mình. Tuy nhiên với những ai mà có một cái cổ tay to thì khi mà các bạn đeo chiếc đồng hồ này lên, nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì cái chiếc đồng hồ này vẫn sẽ hỗ trợ những cái tính năng thông thường cơ bản, như kiểu là đo nhịp tim này, đo nồng độ oxy trong máu này, khả năng kiểm soát giấc ngủ, đo stress, hay là các bạn có thể nghe gọi bình thường ở trên chiếc đồng hồ này khi mà kết nối nó với điện thoại. Chúng ta hoàn toàn có thể nhận những cuộc gọi đến và thực hiện cuộc gọi ngay trên chiếc đồng hồ này. Ở đây thì các bạn thấy có một phần loa này. Đó. Ngoài ra cái phần dây này thì các bạn hoàn toàn có thể thay thế nó bằng một phần dây khác. Rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần bóp cái phần chấu này vào và nhấc cái dây ra. Các bạn có thể thay dây silicone hoặc là mua những cái dây mà các bạn thích. Và vừa rồi thì mình đã mở hộp trên tay nhanh cái chiếc GT 3 Pro tới từ Huawei. Các bạn có ý kiến gì hãy để lại phía dưới phần comment. Và đừng quên, mình sẽ để link một sản phẩm này ngay phía dưới phần mô tả của video nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.